Hướng tới lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch tại Ninh Bình năm 2018, Bảo tàng Ninh Bình phối hợp với Hội Cổ vật Tràng An đang tích cực chuẩn bị cho đợt trưng bày cổ vật với chuyên đề Cổ vật Đông Sơn, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hậu Lê và Thời Nguyễn. Qua đó nhằm giới thiệu quảng bá tới nhân dân và du khách những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất cố đô nghìn năm văn hiến. Đến với đợt trưng bày, ông Đinh Quang Ngọ, hội viên Hội Cổ vật Tràng An đã mang tới 4 bộ sưu tập với hàng trăm hiện vật quý. Nhiều hiện vật có niên đại hàng nghìn năm, được ông giữ gìn cẩn thận, trân trọng, thể hiện tình yêu và tâm huyết với những di sản của cha ông để lại. Tại đợt trưng bày này, Hội Cổ vật Tràng An có 11 thành viên tham gia với hơn 500 hiện vật, trong đó các hiện vật được trưng bày theo các chủ đề về văn hóa Đông Sơn, thời Đinh Tiền Lê, thời Lý Trần, Hậu Lê, Nguyễn và bộ sưu tập tiền đồng cổ từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 20, thể hiện được sự đa dạng phong phú, đạt đến độ tinh xảo, tài hoa về mỹ thuật cũng như sự độc đáo quý hiếm. Đặc biệt, đợt trưng bày đã quy tụ được nhiều cổ vật có giá trị cao như trống đồng Đông Sơn, đồ trang sức bằng sừng, ngọc, khắc họa một cách chân thực, sống động về bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, tôn giáo, cũng như những nét tài hoa trong tâm hồn, khí phách của người Việt Nam nói chung và cư dân Ninh Bình nói riêng. Hội Cổ vật phối hợp với bảo tàng để có cái trưng bày theo cái chuỗi hoạt động của địa phương để cho làm cho bảo tàng của mình nó sôi động hơn lên và người dân hiểu thêm được những cái cổ vật quý giá để có cái công tác bảo vệ và gìn giữ cho đúng với lại cái di sản văn hóa của mình. Để đợt trưng bày đạt kết quả tốt, tạo điểm nhấn độc đáo, thu hút du khách đến với Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình năm 2018, Bảo tàng Ninh Bình đã tập trung nghiên cứu nội dung, phương pháp và các điều kiện trưng bày, lựa chọn những cổ vật đặc trưng tiêu biểu, qua đó bồi đắp thêm niềm tự hào, lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử muôn đời của dân tộc. Chúng tôi cũng muốn đưa tới cho du khách, cho nhân dân những cái khám phá, những cái trải nghiệm. Bởi khi đến tham gia cái trưng bày cổ vật này thì chúng ta được tận mắt chiêm ngưỡng những cái món đồ mà trải qua rất là nhiều thế kỷ rồi chúng ta vẫn lưu giữ được. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng rất là mong muốn rằng nhân dân cũng như là du khách thập phương khi đến tham quan cái phần trưng bày cổ vật này thì sẽ tăng thêm cái sự yêu quý cổ vật, tăng thêm cái ý thức gìn giữ, bảo vệ và phát huy với các cơ quan chức năng như bảo tàng của chúng tôi về cổ vật. Đợt trưng bày cổ vật thời Đông Sơn, Đinh Tiền Lê, Lý Trần, Hậu Lê và thời Nguyễn sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 10. Bảo tàng Ninh Bình sẽ mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách